Từ đầu tháng 4, tháng 5, các bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều hơn các ca bệnh ngộ độc thực phẩm. Đa phần trong số họ đều không nghĩ đến nguy cơ ngộ độc sau khi sử dụng loại thực phẩm mình ăn. Còn cái lúc mà ấy thì chỉ là đau bụng, buồn nôn, rồi chóng mặt thôi ạ. Rồi đi ngoài ạ. Khi mà em ăn cái loại đồ ăn đấy thì em có biết là nó có độc không? Dạ không ạ. Chỉ một chút lơ là, chúng ta có thể phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng với những ca ngộ độc nặng. Điều đáng nói là một vấn đề như ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong mùa nắng nóng, các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến cáo hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng thói quen và ý thức của người sử dụng thực phẩm. Thì cơ chế gây chết người chính là các cái độc tố của nó tác động trên hệ thần kinh, làm ngừng một số các cái cơ quan chức năng mà sống ở cơ thể, ví dụ tim mạch. Nếu mà cái thứ hai ấy, nó gây đến các cái triệu chứng mà gọi là rối loạn của đường tiêu hóa, ví dụ đi tiêu chảy nhiều lần, có thể có tùy loại nhé, nó bị amip chẳng hạn thì nó là ký sinh, nhưng có thể có loại mà đi tiêu chảy mà ra máu, có loại thì lại không ra máu. Và cái cơn co thắt của cái đường tiêu hóa thì nó làm cho bệnh nhân còn đau. Đấy là cái thứ hai. Và một cái thứ ba mà cũng có thể ngộ độc nhưng mà lại không do vi khuẩn virus. Bởi trong ngộ độc nó còn có một cái loại nữa là do các cái chất hóa học nó gây nên. Thì cái đó thì lại là có một cái nhiễm độc lâu dài. Thực phẩm rất phong phú về chủng loại. Điều quan trọng là chúng ta khó nhận biết được loại nào an toàn để sử dụng. Bởi nhiều khi, không phải những thực phẩm đó có chứa chất gây độc, mà là do vướng phải độc chất qua quá trình được nuôi trồng và chế biến. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã đưa ra danh sách những loại thực phẩm dễ bị ngộ độc nhất. Trong đó, phải kể đến các loại rau cải, da đỗ, cà chua, quả dâu tây, con hàu, hay một số loại hải sản như cá ngừ, các loại cá đông lạnh nếu không được bảo quản đúng quy trình. Mùa hè, chúng ta thường có sở thích sử dụng các loại hải sản với tâm lý ăn vừa mát vừa bổ. Đúng là trong nhiều loại hải sản như cá, tôm, cua, ghẹ, giá trị dinh dưỡng của nó rất cao. Tuy nhiên, nếu trong quy trình bảo quản hải sản không đảm bảo, sẽ tạo ra nhiều độc tố. Trong các loại hải sản đều tồn tại loại vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có khả năng gây bệnh tiêu chảy. Vi khuẩn này sẽ sinh sôi nhanh chóng trong hải sản vừa bắt lên và càng tăng nếu để lâu chưa chế biến. Đặc biệt ở hải sản đã chết, không còn tươi, hải sản đông lạnh hay hải sản khô, vi khuẩn này càng tăng hoạt động, sinh sản ra một chất có tên là histamine. Nói cách khác, thịt hải sản đã bị biến chất do vi khuẩn thành một chất độc. Khi vi khuẩn sinh sôi nảy nở, thì lượng histamine cũng tăng lên và tích lũy trong thịt hải sản. Chất này không bị phân hủy khi chúng ta đun nấu bằng mọi cách. Khi hải sản có nhiều histamine được ăn vào, chất này được hấp thụ nhanh vào trong máu, gây ra nhiều biểu hiện dị ứng. Bản chất không phải là dị ứng, mà chính là ngộ độc. Vì thế, nguyên tắc đầu tiên khi ăn hải sản đó là phải lựa chọn đồ tươi sống. Khi hải sản bị ươn, chết có mùi khác lạ, tuyệt đối không vì ham rẻ mà mua ăn, sẽ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nói trên. Các chuyên gia chống độc cho biết, ngộ độc trong những ngày hè chủ yếu do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn. Trong đó, các thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn là các thực phẩm có nhiều dầu, đạm, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt, cá, sữa, hải sản. Những nguy cơ này sẽ tăng lên khi đồ ăn sống, tái, chưa được nấu chín. Nhiều người quan niệm, mùa hè, ăn hải sản ngon nhất là món hàu.
thì phải ăn sống mới bổ, ăn gỏi tôm, gỏi mực mới đảm bảo dinh dưỡng. Thực tế, không có một cơ sở khoa học nào cho thấy ăn uống các loại thủy hải sản này lại bổ hơn ăn chín. Hàu rất dễ bị nhiễm virus norovirus và vi khuẩn Vibrio vulnificus gây nôn mửa và tiêu chảy. Bởi vậy, không nên dùng món hàu sống dù ăn với mù tạt. Mùa hè, trong bữa ăn của các gia đình, thường có thêm thực đơn từ các món ăn mát gan, bổ gan, ví dụ như là từ cà rốt, cà chua hay giá đỗ. Lợi bất cập hại, nếu không sử dụng thận trọng, nguy cơ ngộ độc từ các loại thực phẩm này cũng sẽ rất cao. Cà rốt là một loại củ có nhiều chất đường, vitamin và muối khoáng, đặc biệt là vitamin C và beta-carotene là tiền chất vitamin A. Khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, rất tốt cho cơ thể. Đây là dưỡng chất tối cần thiết cho mắt, có tác dụng phòng ngừa bệnh khô mắt, quáng gà, mù lòa ở trẻ em và cả người lớn. Cà rốt cũng hỗ trợ da, hệ miễn dịch và tiêu hóa. Cà rốt chứa rất nhiều chất xơ và nước, có tác dụng lọc gan và ngừa các nếp nhăn trên da do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, khi ăn cà rốt với số lượng nhiều, liên tục trong nhiều ngày, cơ thể sẽ không chuyển hóa hết được beta-carotene, gây vàng da, vàng mắt, chán ăn. Thêm vào đó, lượng muối natri trong cà rốt cao. Khi vào cơ thể sẽ biến đổi hemoglobin thành methemoglobin với số lượng lớn, vượt quá khả năng bù trừ của hệ thống men khử, dẫn đến tình trạng ngộ độc. Trong mùa hè oi bức, ai cũng muốn thưởng thức những loại trái cây, đặc biệt là những loại chứa nhiều nước như cam, lê, quýt, táo. Tuy nhiên, thông tin mới đây từ Chi cục Bảo vệ Thực vật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có đến 30% mẫu kiểm nghiệm trái cây Trung Quốc có dư lượng thuốc trừ sâu. Thông thường, thời gian thuốc trừ sâu tồn tại trong trái cây chỉ khoảng từ 5 đến 7 ngày. Vậy mà trái cây Trung Quốc vận chuyển từ biên giới phía Bắc về đến Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát hiện dư lượng, thì rõ ràng đã được phun xịt quá nhiều thuốc. Theo các chuyên gia bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm vào cơ thể con người qua đường ăn uống. Chúng có thể bị loại bớt một phần theo khí thở, qua bài tiết, nhưng không thể tránh khỏi sự tồn đọng của các chất độc hại này ở trong gan. Một số thuốc bảo vệ thực vật chuyển hóa thành những sản phẩm ít độc hơn, dễ hòa tan trong nước hơn, nhưng sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Nhưng có những loại hóa chất lại tạo thành những chất trao đổi trung gian độc hơn như prasin chuyển thành prasion, tích lũy trong một số cơ quan và mô mỡ gây tổn thương và kèm theo các triệu chứng ngộ độc nguy hiểm. Thuốc bảo vệ thực vật có trong thức ăn, đồ uống với lượng lớn có thể gây ngộ độc cấp tính. Bây giờ cũng nói chung là cũng hơi khó phân biệt đấy. Vì là hoa quả thì cũng rất là nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ là một là mình phải chọn cái hoa quả. Nó nếu mà chín thì là thường thường là nó có cái mùi thơm tự nhiên của nó. Còn nếu mà dùng chất bảo quản thì mùi thơm nó sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì là cái mùi hóa chất mà thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mùi thơm. Thì cái mùi thơm của tự nhiên nó sẽ như giảm đi. Thì mình mua cái mùi thơm là tự nhiên này. Hai là tất nhiên là mua được những cái rõ nguồn gốc ở những cái cửa hàng mà tin cậy. Có rõ nguồn gốc, có bao gói, có xuất xứ là tốt nhất. Do vậy, hoa quả cũng như các loại thực phẩm có thực sự tốt cho cơ thể của con người hay không? Một phần ảnh hưởng rất lớn từ chính ý thức lựa chọn và thói quen sử dụng của mỗi người. Phải chọn các cái loại mà gọi là biết được là có mùi các chất bảo quản không? Và cái kỹ thuật bảo xem các cái mùi đó thì chúng tôi đã có những lần nói. Ví dụ là chúng ta phải cho cái rau quả ấy vào trong cái túi ni lông, đúng không? Kín lại. Sau đó để 5-10 phút nữa mở ra ngửi, nếu thấy có mùi cái biết ngay là đấy là có chất bảo quản, ví dụ một cái đơn giản như thế. Một số nghiên cứu cho rằng bên cạnh những nguy cơ ngộ độc từ thức ăn đường phố thì ngộ độc thực phẩm tại nhà mới chiếm số đông. Cuộc sống hiện đại ai cũng bận rộn khiến nhiều người chỉ đi chợ một tuần một lần, thức ăn chất chứa bảo quản trong ngăn mát và ngăn đá để dùng dần. Tuy nhiên,
không phải bảo quản mọi thực phẩm đều giống nhau. Và thời gian bảo quản như thế nào để chúng không mất giá trị dinh dưỡng thì nhiều người chưa biết. Đặc biệt, những thói quen xấu của chúng ta còn có thể gây ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm tủ lạnh. Ở gia đình hiện nay rất nhiều gia đình bảo quản cái loại thực phẩm đáng ở tủ mát thì lại để xuống ngăn âm, đáng ở ngăn âm thì lại để lên tủ mát, rồi là không luân chuyển các loại thực phẩm. Với một số thức ăn thừa đã có dấu hiệu bị hỏng, không thể sử dụng được, chúng ta không nên tiết kiệm giữ lại để sử dụng. Cần kiên quyết bỏ đi để tránh nguy cơ vi khuẩn, nấm mốc gây ngộ độc. Thì trong cách bảo quản thực phẩm ấy, thì người ta có cách bảo quản là chỉ có tác dụng ngắn ngày. Đúng không? Ví dụ như là muối dưa cà, nó bảo quản rất là ngắn ngày. Chọn các loại rau quả củ, mà là rau củ thì cũng phải bảo quản được ngay. Lạc, để trong lọ, trong một cái môi trường tự nhiên, đậy nắp kín, vân vân vân, tức là đấy là cái loại ngắn hạn. Và gia đình người ta thường giữ chữ. Mùa hè, nhiều người cũng ngại vào bếp nấu ăn, do đó có thể cùng gia đình đi ăn nhà hàng. Mà hiện nay, hình thức ăn buffet rất phổ biến. Ưu điểm của hình thức này là người ta có thể lựa chọn nhiều món ăn, tùy theo sở thích, với các món ăn phong phú, lạ mắt, lạ miệng. Tuy nhiên, việc đột ngột ăn quá nhiều thức ăn tại buổi buffet có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải, gây ra hiện tượng không tiêu, nôn ói, đầy bụng, chứng hơi, đau bụng. Với hình thức buffet hải sản, nếu ăn không khéo, người ăn cũng sẽ gặp phải các nguy cơ khó lường. Chẳng hạn việc ăn hải sản chưa chín kỹ, ăn tái hoặc sống sẽ dễ bị ngộ độc. Để ăn buffet ngon, an toàn và tốt cho sức khỏe, những người thường đi ăn buffet cần phải phân bổ lượng thức ăn từ các món phù hợp và cảnh giác với các loại thực phẩm ăn sống, ăn gỏi. Bên cạnh đó, một số thói quen làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm vào mùa hè khác phải kể đến như ăn thịt gỏi hay thịt chưa chín kỹ, các món có trứng gà chưa hoàn toàn được nấu kỹ, ăn một số loại rau sống như rau mùi, rau húng, uống nước trái cây chưa được diệt khuẩn, uống sữa và các sản phẩm từ sữa chưa qua diệt khuẩn. Tôi là người cũng là sức khỏe không phải là tốt lắm. Tôi là người cũng hay phải đi. Tôi có mấy kinh nghiệm. Kinh nghiệm thứ nhất là không ăn thực phẩm lạ. Thứ hai, những thực phẩm của mình biết là mình có nguy cơ cao, mặc dù rất thích, mặc dù rất vui với bạn bè cũng không nên dùng. Và nếu dùng thì không nên dùng nhiều. Đó là những hải sản. Và một cái nữa là chọn các quán ăn, các cái nơi ăn cho một cách cho nó tốt.